Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình tạp chí 360. Cứ vào 17 giờ mỗi chiều thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV9, Kim Thoa và Đức Mỹ lại rất vui vì được gặp lại quý khán giả thân thiết của tạp chí 360. Và với tạp chí 360 tuần này, hy vọng rằng quý vị khán giả không chỉ có những phút giây thư giãn thực sự thoải mái trong kỳ nghỉ cuối tuần mà còn có thêm nhiều thông tin thú vị, bổ ích cho cuộc sống của mình. Và không để cho quý khán giả phải đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng bắt đầu chương trình với những chuyển động văn hóa tuần qua. Như đã trở thành một hoạt động giao lưu văn hóa định kỳ, Ngày hội Việt Nhật trong năm 2014 đã chính thức diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là một trong những hoạt động quảng bá văn hóa, gắn kết tình hữu nghị giữa hai nước do Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh cùng Tổng cục Du lịch Nhật Bản phối hợp tổ chức. Sự kiện vì vậy đã nhanh chóng thu hút đông đảo bạn trẻ đến tham dự và trải nghiệm văn hóa Nhật Bản thông qua âm nhạc, ẩm thực, thời trang và đặc biệt là những màn hóa thân cosplay đặc sắc. Về phía Việt Nam, các nghệ sĩ được đông đảo các bạn trẻ yêu mến cũng đã có những màn trình diễn sôi động, đặc biệt là sự xuất hiện của nam ca sĩ Nu Phước Thịnh, người đã nhận lời trở thành đại sứ du lịch Nhật Bản nhiệm kỳ 2014-2015. Vẽ tranh trên giấy gió, họa sĩ Nguyễn Thế Hùng đã gây bất ngờ cho người xem khi mang đến sức sống mới cho chất liệu truyền thống này trong triển lãm mang tên Những bông hoa nhỏ. Triển lãm trưng bày khoảng 10 bức tranh khổ lớn, được vẽ chủ yếu bằng sơn và bột màu trên giấy gió. Trong đó, tác giả chú ý sử dụng màu sắc tươi tắn nhằm tạo ra những hình ảnh mang nhiều ký ức tuổi thơ như cánh đồng hoa, bầu trời sao và những mẫu chân dung lắp ghép gợi nhiều liên tưởng cho người xem. Cùng với đó, từng khoảng không trong tranh cũng được sắp xếp gần như ngẫu nhiên, như diễn tiến của một câu chuyện tranh mang yếu tố siêu tưởng nhưng lại gần gũi và nhẹ nhàng. Triển lãm diễn ra từ nay cho đến cuối tháng 11 tại tiền sảnh của khách sạn Sofitel thành phố Hồ Chí Minh. Nhận lời mời từ Hội đồng Anh tại Việt Nam, nhóm múa đương đại James Cousin đã vừa có hai đêm diễn khá đặc biệt tại khán phòng ADCAP thành phố Hồ Chí Minh. Với hai bài múa mang tên Những vì sao đi vắng và Nơi chúng ta bên nhau, nhóm James Cousin đã thực sự chinh phục khán giả bằng tài năng của mình, từ kỹ thuật giữ thăng bằng điều luyện đến cảm xúc trong từng động tác biểu cảm. Tốt nghiệp trường múa đương đại tại London, James Cousin cùng những nghệ sĩ trong nhóm của mình hướng đến mục tiêu khám phá và thực hiện hóa những ý tưởng mới. Minh chứng là cả hai bài múa này đều có nguồn cảm hứng biên đạo từ bộ tiểu thuyết Rừng Na Uy nổi tiếng của nhà văn người Nhật Haruki Murakami. Vào ngày 4 tháng 11 tới đây, lần đầu tiên, tập 9 trong chuỗi từ sách thiếu nhi nổi tiếng Nhật ký của chú bé nhút nhát sẽ được phát hành tại Việt Nam cùng lúc với hơn 80 nước trên thế giới. Đây cũng chính là bộ truyện tranh dự kỷ lục bestseller của New York Times trong 75 tuần liền, với số lượng tiêu thụ lên đến 2 triệu cuốn, và góp phần đưa tác giả người Mỹ Jeff Kinney vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2009 do tạp chí Time bình chọn. Mặc dù chỉ xoay quanh cuộc sống ở nhà và tại trường học của cậu bé Greg Hepley, nhưng với lối kể chuyện hóm hỉnh, duyên dáng cùng những bức hình minh họa ngộ nghĩnh, tác giả Jeff Kinney đã khiến mỗi câu chuyện đều là một cuộc phiêu lưu với nhiều bất ngờ thú vị cho độc giả. Sách do công ty Fahasa phát hành được nhập khẩu trực tiếp với số lượng có hạn. Sau nhiều đồn đoán xung quanh về một nhân vật đình đám của giới giang hồ được đưa lên màn ảnh rộng, bộ phim Hương Ga cùng đội ngũ thực hiện cũng đã có buổi ra mắt chính thức khán giả trong tuần qua. Phim do đạo diễn Cường Ngô dàn dựng với phần diễn xuất chính của nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh trong vai Dịu, được chuyển thể từ nhân vật nữ tội phạm khét tiếng trong tiểu thuyết phiên bản của nhà văn Nguyễn Đình Tú. Phim mở ra bằng cuộc trốn chạy của bà trùm đất Cảng là Dịu sau những cuộc thanh trừng lẫn nhau trong thế giới ngầm. Trong hồi ức đó là tuổi thơ bất hạnh cùng con đường hướng thiện nhưng luôn gặp oan trái, đã đẩy Dịu vào hành trình của tội ác. Qua cái phim này thì khán giả sẽ thấy được cái đẹp
cái đẹp, cái những cái nét đẹp của người phụ nữ bên cạnh những cái hoàn cảnh cuộc đời xô đẩy thì có những cái tình yêu trong cuộc sống, có những tình thương mà phải nói là một cái số phận rất rất là éo le mà đã đẩy cô đến một cái vị trí như vậy. Lúc mà Cường làm phim này thì Cường không nhắm vào cái ác, Cường nhắm vào cái thiện. Những cái nhân vật của mình thì lúc nào cũng cố gắng để hướng thiện. Mặc dù nó là một phim hành động nhưng mà mình có thể làm đẹp. Thông qua đó thì nhân vật của mình nó có cái tính nhân văn nhiều hơn. Phim hiện đang được công chiếu rộng rãi tại các hệ thống rạp trên toàn quốc. Là bộ phim tái hiện những năm cuối cùng của Thế chiến thứ hai, Fury với tựa tiếng Việt là Cuồng nộ hiện đang là bộ phim nằm trong nhóm dẫn đầu doanh thu các phòng vé tại Bắc Mỹ. Phim do đạo diễn Derek Ayer thực hiện và diễn viên Brad Pitt đóng vai chính, không chỉ gây ấn tượng mạnh cho khán giả bởi sự tàn khốc của máu lửa chiến tranh. Một trong những bất ngờ nhất cho khán giả đó chính là sự xuất hiện của chiếc xe tăng Đức nổi tiếng trong Thế chiến thứ hai, Tiger 131. Hiện chỉ còn một chiếc duy nhất là vận hành được, và các nhà làm phim đã mượn Tiger 131 từ bảo tàng Bovington ở miền nam nước Anh để tái hiện trên màn ảnh. Có thể thấy thành công của Cuồng nộ không chỉ có một cốt truyện sâu sắc mà còn mang giá trị nghệ thuật cao. Phim không chỉ tái hiện khung cảnh của một thời kỳ đen tối mà còn giúp nhắc nhở cho thế hệ sau về một trang sử bi thương của thế giới không thể lãng quên. Thưa quý vị khán giả, là trong tuần qua đã có nhiều sự kiện thông tin rất thú vị, tạo được nhiều ý nghĩa tích cực trong cuộc sống. Thế nhưng vẫn còn đó những sự việc gây phản cảm khiến cộng đồng lên án. Và ở tạp chí 360 chúng tôi gọi đó là những cặp tin đẹp và chưa đẹp. Thời gian vừa qua, nhiều hoạt động nhằm nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã đã được thực hiện. Đầu tiên là cuộc thi vẽ tranh với chủ đề Cuộc sống của động vật hoang dã trong các rạp xiếc do Tổ chức Động vật Châu Á Animal Asia phát động. Với hơn 60 tác phẩm tham gia cuộc thi đã đem đến cho công chúng một góc nhìn khác về thể loại xiếc thú. Phía sau vẻ hào nhoáng vui nhộn của các màn trình diễn, đó là cuộc sống bị giam cầm, bị đòn roi của các loài động vật trong rạp xiếc. Và qua đó kêu gọi ý thức cộng đồng trong việc tôn trọng quyền lợi động vật, cũng như có những hành động thiết thực để chấm dứt việc nuôi và khai thác động vật hoang dã, đặc biệt là trong môi trường rạp xiếc hiện nay. Với bức tranh Mua vui cho bạn, ác mộng của tôi, tác giả Dương Đoàn Anh Minh đã xuất sắc giành giải nhất cuộc thi. Ngoài ra, ngay trong tháng 11 này, một dự án cũng rất ý nghĩa đang được thực hiện tại các trường tiểu học, trung học trọng điểm ở thành phố Hồ Chí Minh với tên gọi Tê giác đến trường. Dự án thuộc chiến dịch chấm dứt sử dụng sừng tê giác do Tổ chức Cứu trợ Hoang dã YS, Quỹ Hoang dã Phi châu African Wildlife và Trung tâm Gen phối hợp thực hiện. Chương trình dự kiến có sự tham dự của khoảng 5.000 học sinh cùng ban giám hiệu các trường và những nghệ sĩ nổi tiếng, với điểm nhấn các vở kịch sống động, mới mẻ có nội dung lột tả một cách chân thực sự đe dọa của con người đối với tê giác cùng nhiều loài động vật quý hiếm khác. Đặc biệt, các vở kịch đều có nội dung mở để các em học sinh có thể tham gia, tranh luận hay thay đổi câu chuyện, đồng thời hóa thân thành các loài động vật hoang dã quý hiếm để nói lên tiếng nói của mình với con người. Qua chương trình không chỉ có thể cung cấp cho các em học sinh những kiến thức về nguy cơ tuyệt chủng của loài tê giác trên thế giới, nâng cao nhận thức của giới trẻ, mà còn gián tiếp tác động đến người thân trong gia đình trong việc ngăn chặn hành vi buôn bán, tiêu thụ sừng tê giác tại Việt Nam. Theo luật phòng chống tác hại thuốc lá, áp dụng từ tháng 5 năm 2013, mức phạt đối với các hành vi hút thuốc lá nơi công cộng từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng, phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng nếu cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Thế nhưng, từ khi luật ra đời cho đến nay, hầu như không có bất kỳ vụ xử lý cá nhân hay đơn vị nào. Câu hỏi được đặt ra là, phải chăng ý thức chấp hành luật của mọi người đã quá tốt? Rất dễ dàng để nhìn thấy những biển báo cấm hút thuốc lá ở những nơi công cộng, nhưng cũng không quá khó để bắt gặp hình ảnh người hút thuốc một cách thoải mái, công khai và tất nhiên là không có bất kỳ ngăn cản nào. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực để nâng cao ý thức của người dân về tác hại của thuốc lá, nhưng với việc người dân có thể dễ dàng hút thuốc ở mọi lúc mọi nơi, giá thuốc lá lại được đánh giá là quá rẻ như hiện nay, thì dễ hiểu vì sao mỗi năm Việt Nam có thể chi hơn 22.000 tỷ đồng chỉ để mua mặt hàng này, và là một trong 15 quốc gia có số người hút thuốc lá cao nhất thế giới. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, việc sử dụng thuốc lá gây nên 25 loại bệnh khác nhau như ung thư phổi, các bệnh tim mạch, đột quỵ, và đây là một trong những nguyên nhân gây bệnh tật và tử vong hàng đầu. Vì vậy, con số hơn 5 vạn người chết vì thuốc lá mỗi năm ở nước ta, theo thống kê gần đây, có lẽ cũng không quá bất ngờ. Với cặp tin đẹp và
chưa đẹp mà tạp chí 360 vừa đề cập. Hy vọng là quý vị khán giả có thêm một góc nhìn thú vị và đa chiều trong sự kiện diễn ra trong tuần qua. Còn bây giờ, để cho ngày cuối tuần trở nên thú vị hơn, tươi vui hơn thì chúng ta hãy đến với chuyên mục Chuyện Bốn Phương. Tuần này thì tạp chí 360 sẽ đề cập đến một trào lưu đang lan rộng ở rất nhiều nơi trên thế giới. Và đó chính là những bức tường mang dòng chữ "Trước khi chết, tôi muốn..." Trước khi chết tôi nhất định phải làm gì? Bạn đã bao giờ đặt cho mình câu hỏi ấy? Câu hỏi về ước mơ, về những gì mình thực sự mong muốn trong cuộc đời này. Có bao nhiêu lần bạn tự nhủ, mình cần phải sống tốt hơn, cần phải làm gì đó, nhưng chưa bao giờ đủ quyết tâm để thực hiện. Nếu bạn đã từng có những suy nghĩ đó, thì còn chần chờ gì mà không viết ra ngay những ước mơ của mình. Ý tưởng thực hiện bức tường để mọi người viết lên ước mơ của đời mình là do Sandy Chang, một nghệ sĩ người Mỹ gốc Hoa nghĩ ra. Sau khi người mẹ yêu quý của cô qua đời, Sandy Chang mới biết trân quý cuộc sống mình đang có và nhận ra rằng có những điều rất quan trọng nhưng vẫn dễ dàng bị người ta lãng quên. Vì vậy, cô quyết định làm một điều gì đó để nhắc nhở bản thân, cũng như muốn biết đâu là điều quan trọng nhất đối với những người xung quanh. Ngay sau khi bức tường đầu tiên xuất hiện vào tháng 2 năm 2011 tại thành phố New Auckland của Mỹ, những bức tường khác đã liên tiếp được dựng lên tại rất nhiều nơi trên thế giới. Từ các quốc gia châu Mỹ, châu Âu, cho đến các nước ở châu Phi, châu Á, và châu Úc. Từ thanh niên, người cao tuổi đến trẻ nhỏ, từ những câu còn dang dở được in trên các bức tường đen, hàng triệu ước mơ đã được viết nên. Đến nay đã có hơn 500 bức tường ghi lại hy vọng và ước mơ của mọi người với khoảng 35 ngôn ngữ tại hơn 70 quốc gia. Và con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên hàng ngày. Từ câu dẫn "Trước khi chết, tôi muốn..." các bức tường dần có nhiều biến thể như "Trước khi tốt nghiệp, tôi muốn..." "Điều ước của tôi cho thành phố này là..." "Một ngày nào đó, tôi sẽ..." Tất cả những hình ảnh về các bức tường được mọi người chụp lại và chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện truyền thông để nhắc nhở, khích lệ mọi người thực hiện điều ước của họ trước khi cuộc sống ngắn ngủi trôi qua. Bên cạnh đó, những bức tường đầy chữ này cũng có vai trò như các bạn góp ý để cộng đồng chung tay xây dựng một môi trường sống thân thiện, nhân văn hơn. Và nếu như ngay bây giờ có một tấm bảng được dựng lên, thì bạn sẽ chia sẻ điều gì? Wow, thật là một trào lưu rất là hay phải không quý vị khán giả? Mỗi dòng chữ trên bức tường đều thể hiện một ước mơ, hy vọng của mỗi người. Và rất nhiều trong số đó là những điều rất nhân văn và ý nghĩa. Và mặc dù đây có thể chỉ là một trào lưu thoáng qua, nhưng nó cũng đã nhắc nhở mọi người hãy biết ước mơ và quý trọng cuộc sống của chính mình. Và liên tục chương trình sẽ là chuyên mục rất hấp dẫn, vì mỗi chủ đề mà tạp chí 360 đưa ra chính là vấn đề đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều của mọi người. Đó chính là nên hay không nên. Không biết là chủ đề nên hay không nên của tuần này là gì nhỉ? Câu trả lời sẽ có ngay đây. Đó là một chủ đề có liên quan đến giới trẻ, nhất là những người đang đi làm, nhảy việc nên hay không nên. Những năm gần đây, việc thường xuyên thay đổi công việc đối với người lao động đã không còn xa lạ tại thị trường việc làm Việt Nam. Đặc biệt chuyện này xảy ra nhiều ở lao động trẻ có chuyên môn nghiệp vụ và bằng cấp cao. Nhiều người trong số đó có thể nhảy việc hàng chục lần vì nhiều lý do khác nhau. Vì cơ hội việc tốt hơn, vì không hợp với sếp, vì mức lương của công ty sầu quá hấp dẫn. Thích ứng với sự biến đổi này, các doanh nghiệp trong nước vốn không mấy thiện cảm với việc tuyển dụng những lao động thường xuyên nhảy việc cũng đã có cái nhìn cởi mở hơn. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa nhảy việc là một điểm nhấn được ủng hộ trong hồ sơ xin việc. Theo các chuyên gia tuyển dụng, một lao động được coi là nhảy việc nếu làm ở một nơi chỉ từ 6 đến 12 tháng. Đây được xem là nhảy việc chưa chuyên nghiệp và ẩn chứa nhiều rủi ro cho công việc tương lai. Nhưng nhảy việc khi đã làm ở một nơi từ 3 đến 5 năm, điều này phù hợp với chu kỳ làm việc và tích lũy kinh nghiệm và có lợi ích cho công việc mới. Đây là hiện tượng rất bình thường với người năng động và thích mạo hiểm. Vì làm việc ở một công ty dù tốt đến đâu cũng không bao giờ đủ để chúng ta trau dồi bản thân và phát triển sự nghiệp. Mình hay nhảy việc là công việc hiện tại của mình làm không phù hợp với mình.
Thứ hai nữa là chưa có cơ hội để làm việc ở các cái môi trường như mình mong muốn. Cái công việc hiện tại của bạn nó không có đáp ứng được cái say mê hoặc là cái đáp ứng cái thu nhập mà bạn tìm được cái công việc bên ngoài nó tốt hơn thì các bạn nên nhảy việc. Ít nhất các bạn cũng phải có 1 đến 3 năm kinh nghiệm ở một cái công ty nào đó, bởi vì cái đó nó liên quan đến là các bạn sẽ có một cái lý lịch tốt. Trong trường hợp nhảy việc chuyên nghiệp, người lao động có nhiều trải nghiệm ở những nơi họ đi qua, giúp mở rộng kiến thức chuyên môn. Khi làm việc cho công ty mới, họ ít nhiều sẽ đóng góp kinh nghiệm, kiến thức, mối quan hệ mình tích lũy được ở những công ty trước cho công ty mới. Vì vậy, nhảy việc chuyên nghiệp không chỉ tạo điều kiện cho người đi làm được hoàn thiện chính bản thân, mà còn mang nhiều giá trị cho công ty họ làm việc. Nếu mà cái môi trường cũ mà nó không có để cho mình phát triển được cái bản thân của mình, thì mình thấy là cũng nên thay đổi môi trường làm việc. Sinh viên mới tốt nghiệp cũng rất tự tin khi căn cứ trên cái công việc, căn cứ trên mức thù lao mà quyết định bỏ việc chỗ này để chuyển sang chỗ kia. Và tất nhiên chắc chắn các em cũng phải có mức thù lao cao hơn. Nhiều người người ta thành công, người ta đã đến một cái bậc ví dụ như là trưởng phòng chẳng hạn. Người ta cảm thấy ở cái vị trí công ty này người ta không phát huy được hết năng lực của người ta. Người ta muốn nhảy sang một công ty khác để mà phát huy được hơn, có điều kiện nhiều hơn, có thu nhập cao hơn thì nên nhảy việc. Nhảy việc không phải là vấn đề quá lớn đối với các doanh nghiệp nước ngoài, nhất là phương Tây, vốn rất cởi mở với lịch sử nhảy việc của ứng viên. Nhưng đối với không ít các doanh nghiệp châu Á, trong đó có Việt Nam, xưa nay nhảy việc thường tạo ấn tượng kém về độ trung thành và năng lực.